màn hình trần 17 inch trên xe Ford Transit. Đây, sau khi lắp đặt hoàn thiện thì lên rất gọn gàng như thế này. Ở đây có một cái bảng điều khiển, các phím để có thể bấm nút này. Khi mà không dùng nữa thì có thể gập cái màn này lại. Đây ạ, màn hình gập. All right.